Một cặp vợ chồng đã bỏ tiểu bang Florida sau 30 năm để di chuyển đến vùng nông thôn của tiểu bang Missouri vì tiểu bang nắng ấm Florida theo họ thì không còn là thiên đường nữa. Một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu có tên là Sherry Meaders, 75 tuổi và James Michael Dunn, 79 tuổi. Lần lượt sống ở vùng Đại Tây Dương trong suốt 30 năm, nhưng sau nhiều thập niên trôi qua ở Florida, thì Meaders cho biết Florida chắc là không còn là thiên đường nữa. Cặp vợ chồng này đã quyết định chuyển đến một nơi rất là khác, vùng nông thôn của tiểu bang Missouri. Bà Meaders muốn gần gũi hơn với con trai và cháu trai của mình. Cặp vợ chồng này thích có cảm giác sống ở một thị trấn nhỏ. Họ định cư tại một thành phố nhỏ ở trung tâm miền Nam Missouri với 2.500 cư dân, mua một ngôi nhà trên 2/3 mẫu Anh với giá thấp hơn một nửa số tiền mà đã có được khi bán ngôi nhà ở của mình ở Florida. Bà Meaders nói, có rất nhiều thứ chúng tôi không có ở gần đây. Chúng tôi không có nhiều cửa hàng tiện lợi và trung tâm thương mại, đại loại như vậy. Nhưng đó là những gì bạn nhận được khi sống ở một thị trấn nhỏ, và tôi nghĩ bạn phải đạt đến mức không cần thành phố. Tôi luôn nói rằng, bạn không thể lấy thành phố ra khỏi cô gái, nhưng tôi đã đến mức không còn cần đến thành phố nữa. Nhiều người Mỹ lớn tuổi tiếp tục đổ xô đến Florida, mặc dù một số người gần đây đã nói với Business Insider rằng họ đã chán tiểu bang nắng ấm. Một số người lặp lại quan điểm của ông bà Meaders khi lưu ý rằng Florida đã mất đi cảm giác thiên đường trong bối cảnh giá nhà và bảo hiểm tăng cao cũng như những thay đổi của chính trị. Một người mới chuyển đến tiểu bang Virginia cho biết việc chuyển đến Virginia của cô dẫn đến chi phí thấp hơn, nhịp sống chậm hơn và thoát khỏi chính trị. Cục điều tra dân số nhận thấy rằng từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023, dân số Florida đã tăng thêm 365.200 người, tương đương với 1,64%. Khảo sát cộng đồng Hoa Kỳ vào năm 2022 tiết lộ rằng 9.758 người đã chuyển từ Florida đến Missouri trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2022, so với 10.919 người thực hiện hành động ngược lại. Trung bình những người rời Florida là thế hệ trẻ chưa lập gia đình và kiếm được gần 48.000 đô la một năm khi chuyển đến những tiểu bang như Georgia hoặc Texas. Chuyển đến Missouri có ưu và nhược điểm. Bà Meaders và ông Dunner biết đã đến lúc phải chuyển đi và họ muốn được gần gũi hơn với con trai của bà. Bà Meaders ở Missouri, bà cho biết bà muốn giúp chăm sóc cháu trai mắc chứng tự kỷ của mình. Hai đứa con của Dunn và Ẩn ở Florida và họ không muốn chuyển đến thành phố Kansas, nơi quá bận rộn và đắt đỏ. Bà Meaders nói, chúng tôi không ở lại Florida nữa và rời đi vì mọi thứ đã trở nên quá đắt đỏ. Ví dụ như bảo hiểm nhà của chúng tôi có giá khoảng 1.400 đô la và chúng tôi nhận được thông báo rằng nó sẽ lên tới 6.000 đô la. Ở Florida, họ không có thuế tiểu bang, nhưng bạn phải trả mọi thứ. Chúng tôi không có thuế thực phẩm, nhưng thuế cao đối với mọi thứ khác. Vào tháng 9 năm 2022, họ quyết định di chuyển bằng chiếc RV của mình đến vùng nông thôn Missouri, ở thành phố có 2.500 cư dân. Tên là Mountain View, và trong vòng một tuần thì họ đã tìm được một ngôi nhà. Trong vòng 2 tuần, họ đã bán căn nhà ở Florida với giá 319.000 đô la, gấp khoảng 6 lần giá cô mua vào năm 1994. Bà Meaders nói, việc di chuyển mọi thứ và đóng gói là một nỗ lực khá lớn ở độ tuổi của chúng tôi, và sau đó chúng tôi đã sửa sang lại ngôi nhà để khởi động. Vì vậy, việc chuyển về là một thử thách khá lớn. Nhưng tôi cảm thấy ở đây yên bình hơn và thực sự an toàn hơn ở Florida. Cặp đôi mua căn nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, rưỡi với giá là 150.000 đô la với diện tích 2/3 mẫu Anh. Ở Missouri họ phải trả thuế bán hàng và thuế bất động sản cao hơn, điều mà họ thừa nhận là đã khiến một số hóa đơn trở nên đắt hơn. Mặc dù bảo hiểm xe hơi thấp hơn nhiều và chi phí sinh hoạt hàng ngày thấp hơn đáng kể, họ phải trả 650 đô la tiền thuế bất động sản ở Florida cho 1/4 mẫu Anh, trong khi hiện tại họ phải trả 1.020 đô la một năm ở Missouri. Ở Florida thì hóa đơn tiền nước của cô là 70 đô la một tháng, trong khi ở Missouri thì chỉ là 11 đô la. Cô cho biết hóa đơn tiền điện của cô cũng tương đương, trong khi gas thì lại rẻ hơn một chút. Cô nhớ thời tiết ở Florida, mặc dù cô thích có cả 4 mùa ở Missouri,
Cô cho biết phải mất một thời gian để điều chỉnh khoảng cách giữa các khu vực của mình. Mặc dù cô thấy mình ít lái xe hơn và có chủ ý hơn trong việc mua hàng, họ nhận thấy lòng hiếu khách của mọi người trong cộng đồng của họ đã được cải thiện rất nhiều. Lưu ý rằng nhiều người ở thành phố nhỏ Missouri của cô gần đây đã chuyển đến từ California. Cô cho biết trong một vụ cháy rừng gần đây thì người dân đã dừng xe để giúp dập tắt đám cháy trước khi sở cứu hỏa đến. Meadows nói, chúng tôi đang đóng một hộp thư mới và bên đường không có chiếc hộp nào, và một anh chàng đã dừng lại và giúp chúng tôi. Trời đang tuyết và chỉ có một người hàng xóm ở đâu đó thôi. Anh ấy đã dừng lại và giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi đã gặp nhiều người tử tế hơn cũng làm điều đó. Chính quyền Mỹ cảnh báo những tên trộm vượt biên giới người Romani đang ăn cắp thẻ tín dụng của bạn. Những tên này đang nhắm vào những người cà thẻ tín dụng khi dùng máy tự tính tiền self-checkout. Vậy chúng ta phải làm gì để tránh không bị chúng ăn cắp thẻ tín dụng? Chúng tôi sẽ chia sẻ điều này với quý vị trong bản tin sau đây. Những kẻ trộm Romani vượt biên bất hợp pháp ăn cắp những gì họ có thể. Khi cảnh sát bắt thì bọn chúng sẽ cắt còng đeo ở mắt cá chân và tiếp tục đi ăn cắp. Hiện giờ thì bọn này không bị bắt bỏ vào tù mà được thả ra với vòng đeo ở mắt cá chân. Các công tố viên ở tiểu bang California nói rằng mafia Romani đã mang đến một diện mạo mới cho một trò chơi lừa đảo cũ. Lướt thẻ tín dụng bằng cách đặt các thiết bị để đánh cắp thông tin cá nhân trên các máy tự thanh toán trong các cửa hàng tạp hóa. Những người cà thẻ tín dụng từ lâu đã gặp vấn đề tại các trạm xăng và máy ATM. Bây giờ một mạng lưới những kẻ lừa đảo có tổ chức cao đang phân nhánh. Kimberly S., giám đốc các vấn đề công cộng của văn phòng biện lý quận Cam, cho biết họ sẽ có những người ngồi ở bên ngoài Walmart hoặc là Target và có vẻ như họ đang ăn xin. Đôi khi họ sẽ có một vài đứa con và họ thực sự đang sử dụng công nghệ Bluetooth được kết nối với các bộ lọc ở bên trong các cửa hàng. Vì vậy nó giống như một đá hai chim, nhận tiền mặt mà mọi người đưa cho họ và đánh cắp các con số từ những máy và rà thẻ tín dụng. Video giám sát do Sở Cảnh sát El Cajon thu được cho thấy các nghi phạm có thể đặt một cái máy quét mã thẻ tín dụng trên máy cà tín dụng của nơi thanh toán chỉ trong vài giây, và chúng trông gần giống hệt như thật. Cảnh sát khuyên quý vị nên thử kéo cái chỗ cà thẻ tín dụng trước khi bỏ thẻ tín dụng của quý vị vô để cà. Nếu nó chao đảo hoặc là bong ra thì nó là giả, vì bọn này chỉ dán nó vào để ăn cắp nên nó sẽ không chắc. Chúng tôi tại Caden Channel thì nghĩ cách an toàn hơn là quý vị không nên cà thẻ mà nên dùng cái chức năng NFC trong thẻ của quý vị. Nếu có chip NFC thì quý vị chỉ cần chạm nhẹ thẻ vào máy tính tiền là xong. Chỉ những nơi như Walmart mới kém hiện đại và không có NFC nên quý vị phải kiểm tra cho kỹ. Các nhà chức trách nói rằng họ đã bắt được hàng chục nghi phạm, hầu hết trong số họ có liên quan đến tội phạm có tổ chức ở Romania. Và bất chấp những vụ bắt giữ lớn vào tháng 12, vào tháng 1 của hàng chục nghi phạm ở Mỹ, châu Âu và Mexico, nơi họ đang hợp tác với các băng đảng ở các điểm nóng du lịch như Tulum, các vụ trộm đang gia tăng khi những tên trộm tăng gấp đôi nỗ lực của họ. Nhà chức trách cho biết họ có thể kiếm được tới 9 triệu đô la một tháng, phần lớn bằng chi phí của người đóng thuế. Các máy rà thẻ tín dụng hay còn gọi là skimmer cũng có thể nhắm mục tiêu người dùng thẻ food stamp, còn gọi là EBT. Những tên trộm đã bị cáo buộc rút cạn tài khoản vào thời điểm tiểu bang phát hành các khoản thanh toán hàng tháng. Theo văn phòng luật sư quận Cam Todd Spicer, nơi đã công bố một sẽ không nương tay đối với những tội ăn cắp như vậy vào đầu năm nay. Kết quả là các vụ trộm trị giá hơn 100 triệu đô la đã cướp các chương trình phúc lợi do người đóng thuế tài trợ và người nhận của chúng. Các nạn nhân là những bà mẹ đơn thân đang vật lộn để đặt một mái nhà trên đầu con cái và thức ăn trên bàn, và những người chăm chỉ, những người cần một bàn tay giúp đỡ. Những người thấy mình đang đứng ở hàng cửa hàng thanh toán với những chiếc túi đầy hàng tạp hóa chỉ để bị sỉ nhục khi họ thấy rằng họ không có tiền trong tài khoản của họ vì một tên trộm đã lén lút lấy đi mọi thứ.
Pitzer nói trong một tuyên bố. Trong khi đó thì những tên trộm đang sử dụng số tiền này để tài trợ cho tội phạm có tổ chức, để mua những chiếc xe hơi sang trọng trị giá hàng trăm ngàn đô la và để sống một cuộc sống xa hoa mà những người Nhật thực sự chỉ có thể mơ ước. Trên hết thì biên giới phía Nam đang thất thủ dưới chính quyền hiện tại. Điều này cung cấp cho những tên trộm một số lượng người hùng hậu mới. Trong khi sự kết hợp của các chính sách bảo lãnh lỏng lẻo và hồ sơ tội phạm không đầy đủ, cho phép các thành viên cắt bỏ còng đeo ở mắt cá chân của họ và chạy trốn công lý nếu họ bị bắt. Hàng ngàn tội phạm bị nghi ngờ là có liên quan đến tội phạm có tổ chức của Romania đã được xác định là ở Hoa Kỳ, với một phần lớn trong số họ vào Hoa Kỳ bất hợp pháp, chủ yếu qua biên giới phía Nam. S nói với Fox News Digital, một phần nhỏ của dân số này đang nhập cư với tư cách là người xin tị nạn. Một nhóm các quận ở miền Nam California, bao gồm quận Cam, Riverside, Los Angeles và Santa Barbara, đã chứng kiến khoảng 15% hoạt động của đám đông người Romania ở Hoa Kỳ. Ngoài việc gửi lại tiền bị đánh cắp cho Romania để tài trợ cho lối sống sang trọng và xe thể thao châu Âu, những kẻ lừa đảo cũng đang kinh doanh tem phiếu thực phẩm cho sữa bột trẻ em và nước tăng lực, sau đó được bán lại ở Mexico trong một liên minh với các băng đảng địa phương. Nhiều người trong số họ thậm chí còn phô trương lợi nhuận bất chính của họ trên TikTok, bao gồm một nghi phạm 14 tuổi bị cảnh sát bắt khi lái một chiếc xe thể thao trị giá 250.000 đô la và đeo một chiếc đồng hồ Rolex. Một trong những người đàn ông liên quan đến âm mưu đã nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của Romania, Florin Dudodianu. Người đàn ông 39 tuổi đã bị kết án vào tháng 1 sau khi cảnh sát theo dõi anh ta thực hiện nhiều lần rút tiền bằng cách sử dụng các thẻ khác nhau từ cùng một máy ATM ở Placentia, cách trung tâm thành phố Los Angeles khoảng 30 dặm về phía đông nam. Họ bắt gặp anh ta với 4 thẻ quà tặng Visa đã được lập trình lại thành bản sao của 4 thẻ ghi nợ của các nạn nhân khác nhau. Dudianu dự kiến sẽ nhận được 30 năm tù liên bang khi bị kết án vào cuối tuần này, theo Bộ Tư pháp. Vào tháng 12, thì FBI tuyên bố họ đang hợp tác với cảnh sát Romania để đột kích hàng chục địa điểm ở quốc gia châu Âu có liên quan đến các vụ trộm cắp ở California. Hoạt động chung đã dẫn đến 48 vụ bắt giữ và thu hồi hơn 1 triệu đô la và 11 phương tiện hạng sang. Nhiều nghi phạm bị bắt ở Romania cũng có quan hệ với băng đảng Riviera Maya của Mexico. Chỉ riêng băng đảng này bị đổ lỗi cho hàng triệu đô la trong các vụ trộm thẻ tín dụng tại các điểm nóng du lịch phổ biến với người Mỹ, bao gồm Tulum và Cancun ở Quintana Roo. Thủ lĩnh của băng đảng Florian Trudeau đang chờ xét xử về tội gian lận ở Mexico và cũng bị truy nã vì âm mưu giết người ở Romania. Cửa hàng trang sức White Rock thuộc sở hữu của một gia đình gốc Việt đã mất tất cả mọi thứ trong vụ trộm vào sáng thứ hai vừa qua. Gia đình của Andy Nguyễn sống ở Coquitlam và đã điều hành White Rock Jewelers tại trung tâm mua sắm Semi Amu trong suốt 10 năm qua. Nhưng vào sáng thứ hai thì Andy Nguyễn nói rằng anh ấy đã bị gọi dậy khi mẹ anh ấy bắt đầu đập cửa phòng ngủ của anh vào khoảng 5 giờ sáng và bảo rằng anh ấy phải thức dậy vì cửa hàng của họ đang bị trộm. 4 tên trộm được chụp trong cảnh quay camera an ninh và bọn chúng đã thực hiện một vụ trộm trị giá khoảng 100.000 đô la. Andy Nguyễn nói không để lại cho gia đình anh ta thứ gì ngoài những mảnh vỡ của tủ kính. Đây không phải là lần đầu tiên cửa hàng của gia đình anh ấy bị những tên trộm nhắm đến. Anh ấy nói thêm, nhưng tính cho đến nay thì đây là vụ trộm tồi tệ nhất. Xem đoạn phim về vụ trộm thì Andy Nguyễn nói rằng không nghi ngờ gì về việc những tên trộm biết chính xác lối đi vào khi họ vào cửa hàng. Đây không phải là một cuộc tấn công ngẫu nhiên. Anh ấy nói họ có lẽ đã từng đến cửa hàng trước đây và tìm hiểu nó. Trong đoạn phim thì 4 nghi phạm có thể được nhìn thấy là đập vỡ các hộp trưng bày bằng xà beng và đổ đầy trang sức ăn cắp được vào ba lô khi chuông báo động vang lên. Andy Nguyễn nói rằng anh ấy và chị gái từng làm việc tại cửa hàng vào cuối tuần khi bố mẹ anh ấy cần một ngày nghỉ.
Tuy nhiên vào chủ nhật đó, cả hai đều quên mang máy tính tiền về nhà vào cuối đêm và để lại khoảng 500 đô la trong máy rút tiền để bọn trộm lấy đi. Andy Nguyễn nói là anh ấy nghĩ rằng họ chỉ ở trong cửa hàng trong 2 hoặc là 3 phút, có nghĩa là vào thời điểm mà cảnh sát xuất hiện thì họ đã biến mất. Thiệt hại tồi tệ nhất là cánh cửa trượt mà những tên trộm đã cắt xuyên qua. Andy Nguyễn nói thêm rằng gia đình anh ta không có đóng bảo hiểm. Trong khi sự mất mát về thể chất đã gây thiệt hại nặng cho gia đình anh, nhưng thiệt hại về tinh thần là khó đối phó nhất. Vụ trộm không chỉ gây ra sự mất mát về tiền bạc mà còn đang gây thiệt hại về tinh thần cho gia đình của anh ấy. Đối với mẹ của anh ấy thì Nguyễn nói rằng công việc từng là một nơi mà bà cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào. Bây giờ thì anh ấy nói rằng thật khó để bà tìm lại được niềm vui đó bởi vì bà quá sợ hãi. Mẹ tôi thích làm việc, bà ấy thích nói chuyện với mọi người và giúp đỡ mọi người. Trong khi cảnh sát tiếp tục điều tra thì Andy Nguyễn nói rằng gia đình anh ấy tập trung đầu tiên vào việc sửa chữa các tủ trưng bày bị đập vỡ của họ. Tại thời điểm này thì chúng tôi chỉ thấy mệt mỏi. Anh ấy nói trích dẫn nhiều vụ đột nhập trước lần này. Nhìn về tương lai thì Andy Nguyễn nói rằng cha mẹ của anh ấy rất muốn thực hiện một số cải tạo sửa lại và tìm một mặt tiền khác. Có thể là nằm sâu hơn ở trong trung tâm mua sắm và cách xa cửa ra vào. Điều mà họ tin rằng khiến họ đã trở thành mục tiêu dễ dàng hơn cho những tên trộm. Nhưng trong khi họ chờ đợi vị trí hoàn hảo thì anh ấy nói rằng gia đình đang cố gắng tập trung vào thực tế là mọi người đều an toàn và không ai bị thương. Thật là khủng khiếp, chúng tôi đang cố gắng tìm ra điều tốt đẹp trong đó. Surrey RCMP điều tra sau khi các nghi phạm bỏ trốn. Trong một tuyên bố với City News, Malty ở Surrey đang điều tra việc phá vỡ và xâm nhập. Malty nói rằng với sự giúp đỡ từ dịch vụ chó thì cảnh sát quốc gia, khu vực xung quanh cửa hàng trang sức đã bị lục soát, nhưng các nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát tin rằng 4 nghi phạm đã rời đi trong một chiếc SUV màu tối. Corporation Jam Mason đã chia sẻ, hành động trơ trẽn của những cá nhân này là một lời nhắc nhở đáng lo ngại về tác động của bọn tội phạm đối với cộng đồng của chúng ta. Cảnh sát đang yêu cầu bất kỳ ai có thông tin về vụ việc, bao gồm cả những người có cảnh quay camera quan sát hoặc camera hành trình, hãy gọi cho Surrey RCMP theo số 604-599-0502 và báo giá hồ sơ 2024-41717.